dốc cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đứng đầu. Để phát trực tiếp với bà chàng. Sợ theo bước anh em sẽ đứng đâu.